hạ chào đại anh em ngoan chỉ chia lực mình nhà từ VC8. Rất vui quay trở lại với bạn trong video ngày hôm nay. Sau một ngày làm việc tương đối là dài hơi, mình lại quay trở lại game của VC8. Lợi mà mình tìm kiếm những phút giây giải trí thư giãn sau những cái giờ làm việc những ngày làm việc thực sự là căng thẳng. VC8 đang ở trong giai đoạn đầy bất ngờ với những thứ hết sức mới mẻ bởi những bản cập nhật update liên tục. Uh, mà không có sự trùng lập uh, không có sự biết trước uh, không có sự toan tính quá nhiều từ những người chơi um, kinh nghiệm cái vương chín tám đang vào giai đoạn mình nghĩ rằng thật sự hết sức thú vị và hấp dẫn uh, ngay cả những người chơi vip 15 Uhm, thậm chí VIP 15, chính xác hơn là VIP 16, 17, 18 uhm, Đã chơi rất là lâu Và ở trên top 1 một thời gian rất là dài Đang trong cảm thấy nhàm chán Thì bây giờ cũng thực sự cảm thấy hào hứng trở lại Hào hứng trở lại rất rất nhiều Bởi uh, có rất nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân lớn nhất trong đó đó là sự hiện của võ sĩ mới Perry 2k3 uhm, Hạt nhân của team hổ uhm, Thứ mà có thể gọi là Làm cho cân bằng cục diện Với team rắn trở đến hiện tại Trở thành một cái thế giới Làm cho thế giới quyền vương 98 trở thành một cái thế giới đa cực hơn Uh, nhiều trung tâm chứ không chỉ còn theo kiểu thế giới đơn cực một trung tâm như thời gian trước đó chính là sáng thế rắn đúng không Ờ uh, điều đó uh, thật sự làm cho game quyền vương chín tám trở lên đầy sức sống và có sức hấp dẫn hơn bao giờ hết Ờ uh, các bạn nào mình nghĩ rằng nghỉ chơi quyền vương chín tám một thời gian dài có lẽ có lẽ lên quay trở lại để cảm nhận cái sức hút và sự thú vị đó một lần nữa uh, không có nhiều game làm được như quyền vương chỉ tám. rồi còn video uh, hôm nay thì mình sẽ review về các bác sĩ cũng xuất hiện lần đầu tiên chính là Terry 2K3 bởi vì sự vai trò của võ sĩ này đối với thế giới quân vương chín hiện tại là vô cùng lớn võ sĩ này thì mình nói luôn nó xuất hiện từ cỗ máy thời gian chứ không phải sự xuất hiện theo đúng lịch trình bài bản à, nó phải đã phải vượt rất là nhiều công sức uh, mới có thể đến được quyền vương chín Việt Nam một cách sớm sủa tới như vậy à, cái này thì phải rất là cảm ơn những người chơi nhiệt tình tâm huyết ở trên uh, group game đang góp phần tác động tới nhà phát này và tuy nhiên cái quyết định cuối cùng thì vẫn phải là ở nhà phát hành mình xin thay mặt chính mình <laughs> và một vài những anh em khác um, gửi lời cảm ơn thật sự là sâu sắc tới quyền 98 uh, ban tổ chức đã cho Terry 2K3 ra một cách đột phá rất là sớm sủa dù rằng mình biết rằng um, theo lịch trình bình thường thì Terry 2K3 sẽ còn phải lâu nữa mới sẽ ra ở đây là mình rất là cảm ơn sự cố gắng cũng như là cái bước đột phá dám làm, dám nghĩ, dám nghĩ dám làm của các anh em trong ban quản trị Covid 98 đều là hết sức là có giá trị đối với người chơi. Mặc dù đối với nhiều người chơi khác trong đó có mình, thực sự việc xuất Terry 2K3 không làm cho đội hình của team của mình và nhiều người khác mạnh lên, nhưng thực sự với thế giới mươi 98 một cách chung chung thì nó vô cùng có ý nghĩa. Rồi ok. Đi vào nội dung chính của video, đó là mình sẽ review về Võ sĩ Terry 2K3. À, sức mạnh của Terry 2K mà thực sự thực sự tới từ đâu? Uhm, nguyên nhân gì khiến Teddy 2 k 3 trở lên có sức hút mạnh mẽ và được thiên hạ đồn đoán tới khủng khiếp như như vậy đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng làm rõ một phần trong video này với chuyện của Teddy 2 k 3 trong mục uh, danh sách võ sĩ, danh uh, sách võ sĩ. Um, Teddy 2 k 3 là một võ sĩ tư chất 14. Uhm, như mình nói thì Teddy 2 k là một võ sĩ vượt cỗ máy thời gian. Nó không phải ở năm 98 như danh sách như các võ sĩ thông thường khác của chúng ta. nó uh, là Teddy 2K3 Các bạn nhìn vào đuổi của nó là biết Nó đến từ năm nào rồi Đúng không? À, tư chất của Teddy 2K3 khác hoàn toàn với Teddy thường đó là tư chất 14 tất nhiên nó sẽ phải có giá trị với một tư chất 14 nó chắc chắn nó sẽ có nhiều tính năng nhiều sức mạnh hơn nhiều so với Teddy bình thường đúng không cụ thể nó như thế nào thứ nhất là về mình trách về chi tiết về 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 cái gì nhỉ à, chỉ số chi tiết của Teddy 2K3 trước tiên là lực trí mạng con số khá đẹp 29,99% cá nhân mình nhận định với một võ sĩ đả như là TD2K3 thì chỉ số chí mạng này là không cao lắm, là không cao lắm. Theo cá nhân mình nhận định là như vậy. À, tuy nhiên thì các bạn chú ý đây là cái chỉ số nó được chưa được bút vào tim. À, ngoài ra thì nó cũng chưa được hưởng lợi quá nhiều từ uh, những cái chỉ số khác. Mình ví dụ như là phím, ví dụ như là đằng, ví dụ như uh, là đồ ăn vân vân, vân đúng không? Rất nhiều tính năng khác đi 2 k 3 chưa hưởng lợi. Do đó thì các cái chỉ số này của nó vẫn ở mức độ phải gọi là um, tương đối là 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 còn được sau này thì sẽ còn được cộng thêm nhiều à, tuy nhiên chỉ số chí mạng của nó như vậy mình đánh giá không được cao lắm không được cao lắm về chỉ số ẩn các bạn nhá để đây chặn chí mạng 15 bình thường tuy nhiên có một điều rất đáng kể mình phải nói rất đáng kể đó là chỉ số lực chí mạng của tay 2 kma thì cực kỳ cao lên tới 54,86 phần mình cùng soi một cái võ sĩ đả khác từ chất 14 khác mình lấy ví dụ như là Chrysalis đi đúng không hạt nhân của tim rắn Uh, Teddy 2K3 thì tí nữa các bạn sẽ thấy nó sẽ là hạt nhân của team mổ và chúng ta sẽ so sánh hai võ sĩ này xem uh, cái chỉ số lực trí mạng của hai võ sĩ cùng thứ chất 14 này chúng nó sẽ khác nhau như thế nào đúng không? Corizalis uh, sau khi được mình update lên 6 sao phím viết là full ngon lành thì chỉ số trí mạng cũng chỉ là 23,59% trăm uh, như vậy thì có lẽ mình đã hơi hơi nhầm một chút về chỉ số lực vì về chỉ số trí mạng của Teddy 2K3 rõ ràng vẫn nhỉnh hơn so với Corizalis đúng không? Uh, tỷ lệ lực trí mạng của 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 Uhm, của của Grizzlies thì chỉ là 49,86%, còn của Teddy 2K3 mình sẽ nhắc lại là nó lên tới xấp xỉ 55%, nó hơn tới khoảng độ 6 đến 7% lực chí mạng so với so với um, Grizzly. mình xem lại đây là chỉ lên mới chỉ là chỉ số ẩn mà thôi đúng không còn sức mạnh của Teddy 2023 thì mình nói luôn cũng bật mí với anh em một chút trước đó là nó phụ thuộc rất là nhiều vào uh, chí mạng mà được chí mạng và con số này nó còn không dừng lại ở đây đâu đúng không nhưng chỉ số ẩn nó đã cao hơn rồi các bạn uh, tỷ lệ đỡ đòn và tỷ lệ chặn đỡ đòn không ấn tượng lắm lực đỡ đòn cũng chỉ khoảng 20% phần trăm không quá ấn tượng tỷ lệ cường hóa sát thương và khá thương mình cũng nói luôn đây là các chỉ số không thực sự ấn tượng lắm Ờ uh, với một võ sĩ 14 uh, nó cũng chỉ gọi là ngang tầm với các võ sĩ tứ chất 14 khác thôi chứ nó cũng không hơn được đấy chỉ số như vậy trong càng gian chỉ số ẩn gian chỉ số ẩn của Teddy 2k3 thì thứ nổi bật hơn cả mình xét lại là tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ lực chí mạng đặc biệt là tỷ lệ lực chí mạng uh, rõ ràng Teddy 2k3 là một võ sĩ sinh ra để tấn công đúng không bởi vì một võ sĩ đả mình nói luôn nếu tỷ lệ chí mạng và lực trí mạng thấp thì thực sự đó là một sự thất bại của võ sĩ đả rồi về Tóm tắt của Teddy 2 k mình rất là kết câu tóm tắt này chủ lực cầu nổ rất bình thường rồi Câu khá là ngầu, One Punch Man Ngày xưa thì mình đọc đúng tập One Punch Man Và mình tuy nhiên thì sau này thì mình cũng nghe qua thiên hạ Đồn đoán thì mình cũng hiểu nội dung câu chuyện của One Punch Man Về cơ bản mình có thể vấn tắt là có một câu chuyện của một anh chàng rất là khỏe Đấm một phát chết luôn Các bạn ạ, à, đánh nhau trận nào thì chỉ cần đấm một phát là chết luôn Đấm một phát là chết luôn Teddy 2k3 sinh ra cũng để làm một nhân vật như vậy các bạn ạ à. Uh, hiện tại sau khi lấy Teddy 2 k 3 về thì mình tin rằng những quả One Punch Man lại sẽ lại xuất hiện trong quyền lương 98. Sau này khi Teddy 2 k 3 được update bốn miếng nữa, mình cũng bật bí luôn các anh em thì cái cái quả One Punch Man này còn diễn ra với tần suất còn nhiều hơn nữa, còn nhiều hơn nữa. Uh, cái này thì chúng ta hãy cùng để tương lai kiểm chứng. Còn mình tin rằng người biên dịch cái câu tóm tắt của Teddy 2 k 3 là một người hết sức là hài hước và uh, biết trước được tương lai. Mình biết trước được tương lai. Không có câu nào là thừa đâu các bạn ạ à. Rồi ok à, Tiếp tục đó là về vận mệnh hay là duyên nổi của Tenny 2K3 Thì có những điều gì cần chú ý Dễ kích hay khó kích thì chúng ta cùng xem theo dõi Thế hệ mới trôi dậy Bao gồm toàn mấy ông 2K3 thôi Và 2K2 thôi, ở đây thì có Benny Maru Và Robert à, Ở đây thì Robert 2K2 thì chưa xuất hiện đúng không? Còn Benny Maru 2K3 xuất hiện rồi Như vậy duyên này tạm thời là không thể kích được à, Hay là cách khác là khó kích à, Duyên số 2 là sói đói tiền hóa bao gồm có Terry 2K3, Terry và Andy. Joe đây là mấy cái ông bạn cái gì là, Andy và Joe thì là bạn thân, còn Andy và Terry thì là anh em ruột. Em mình nói luôn cho anh em nói rõ, làm rõ và duyên tất, nhiên rồi. Cái duyên này thì vô cùng dễ kích đúng không? Vô cùng dễ kích khi mà tư chất 14 nó chỉ có mỗi Terry 2K3 thôi. Chứ cuối cùng là tóc trẻ đôi đi, có Terry 2K3, Kyo, King, Kim, Anis, đây là team cái gì tóc trẻ ngồi đây đúng không? Ờ uh, thì, 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 mình đánh giá cũng khá là dễ kích Vì cái sự kiện hồn đạp Anis vừa rồi Thì người người nhà nhà đều biết rằng nó rất là rẻ và dễ lấy Do đó Anis là cái xin tư chất 14 duy nhất trong cái duyên ngầm này uh, Cần, mình sẽ duyên nổi này Cần uh, gọi là hơi khó khăn một chút để kích Để để, để lấy thì nó cũng rất là dễ dàng đúng không Tổng hợp lại duyên của Teddy 2K3 Mình đánh giá là dễ kích, dễ chơi Về bộ duyên nổi của Teddy 2K3 À, về hồn vũ hồ khí hồn vũ khí của Teddy 2K3 lần này lấy khá là khó khăn tuy nhiên nhiều người đã vượt qua được cái sự khó khăn đấy để lấy hồn vũ khí Teddy 2K3 rồi thì mình cũng sẽ có một clip để nói rõ hơn về cái hồn vũ khí của Teddy 2K3 này ở một cái video clip khác còn clip này thì tạm thời để lại từ từ đã đúng không? Uh, Teddy 2K3 là một võ sĩ hồn một 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 võ sĩ đả nhưng lại sử dụng hồn hiệu và hồn sách khá là dị đó là hồn hiệu động đất và huy hiệu động đất và sách judo đây là những võ như những cái hồn hiệu hồn sách thường Uhm, gặp ở những cái võ sĩ vệ thì nhiều hơn à, tuy nhiên thì cũng không có cái quy luật nào bắt buộc là võ sĩ đả thì không được dùng động đất và judo cả đúng không do đó cái này mình nghĩ rằng cũng bình thường thôi đặc biệt mình biết rằng nhiều người huy uh, động đất và sách judo đang gọi khá khá là cái gì nhỉ ế ẩm trong kho Thế đây cũng là cơ hội để các bạn nói thể cái gì nhỉ dùng hết ở hàng tồn đúng không bởi vì thực sự um, hồn hiệu ổn sách là một thứ không dễ kiếm và để nó tồn kho thực sự rất là phí phạm các bạn ạ bán đi đổi đi đổi lại chỉ có lỗ vốn với cả giá thôi à, Uh, rồi đó là toàn bộ phần uh, tóm tắt vận mệnh của Teddy 2K3. Về cơ bản mình nghĩ rằng ngon ngon. Về cơ bản là ngon, Đấy, ngói ngắn gọn là ngon. Bộ kỹ năng của Teddy 2K3 thứ làm lên sức mạnh chứ danh của Teddy 2K3 thứ mà trong truyền thuyết người ta vẫn hay đồn thổi. Kẻ nào có Teddy 2K3 kẻ đó có được thế giới. Đấy, cụ thể nó sẽ như thế nào để chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết từng kỹ năng một của Teddy 2K3. Thứ nhất về độc chiêu có tên là úp rổ năng lượng. Đấy, mình cũng chưa rõ cái chiêu thức này nó như thế nào đấy, tuy nhiên thì chúng ta sẽ sớm được thưởng thức thôi đúng không hai ngày nữa các bạn nha hai ngày nữa à, tấn công một kẻ địch có tới 20% tỷ lệ làm choáng à, mục tiêu tấn công thì kèm theo 35% sát thương lan tức là quánh lan đấy các bạn ạ quánh lan đấy à, như kiểu ai nhỉ như kiểu kim ấy các bạn như kiểu kim siêu quần này đúng không à, và chuyển 30% sát thương đó thành hp tức là vừa có choáng vừa có đánh lan vừa có hồi hp các bạn nhé qua quá là cái gớm đây mình sẽ chỉ, chỉ độc chiêu thôi nha độc chiêu thôi đấy, và chưa có môn miết thì độc chiêu ở đâu đấy nếu chỉ đánh trúng một mục tiêu thì tăng 30% phần trăm sát thương kỹ năng và tỷ lệ choáng thì lên tới 40% phần trăm khá là ta đây có đáng sợ đúng không các bạn không hổ danh từ chất 14 từ chất 14 bốn nó phải như thế các bạn ạ à. chỉ độc chiêu thôi nhưng các bạn thấy quá là gây gớm đúng không ta đây quá đáng sợ rồi tuyệt kỹ sao sói ờ, gầm uhm, gây sát thương lên một kẻ địch đấy, lại nó lại còn nói là gây nhiều sát thương các bạn ạ à sát thương bỏ qua đỡ đòn thôi rồi lượng ơi này thì cái gì nhỉ à, vua đỡ đòn này thì sáng thế thôi rồi cái lượng ơi nha mình xét lại là bỏ qua đỡ đòn tức là mọi loại sáng thế đối với Teddy 2 k 3 là vứt đi mà không có sáng thế thì chính là thời điểm để trí mạng lên ngôi mình xét lại ngay từ đầu mình đã nói điểm nổi bật của Teddy 2 k 3 là trí mạng và được trí mạng đây sẽ là yếu tố cực kỳ hữu dụng giúp Teddy 2 k 3 có thể gọi là gì nhỉ phát huy ưu điểm của mình đến mức tốt bậc bỏ qua nữa đó. nếu hạ cung mục tiêu thì 40% sát thương sẽ lan ra xung quanh mục tiêu và giảm làm giảm 10% khá sát thương ờ, khá đáng sợ đúng không tức là nó thực sự đây là một con hồn hủ phải gọi là cực kỳ khủng khiếp các bạn ạ nó giết người xong nó lại còn được lợi nữa là đánh lan sang mục tiêu nữa quá đánh quá đáng sợ các bạn ạ Đấy, giảm 10% giá thương nữa đúng, đúng không tăng rồi ngoài ra thì tăng 10% lực chí mạng cho bản thân ờ, mỗi vé phó sĩ phù hủ vé ta thì sẽ tăng Uh, cho nó 5% như vậy tối đa là nó sẽ tăng phần trăm hiệu quả sẽ tăng lên sau khi thức vũ khí và mình nhớ không nhầm cái gì cái con số 40% sát thương lan này nó sẽ lên thành 70% sát thương lan đấy về cơ bản mình nói luôn là vũ khí nó còn khỏe nữa nha còn tạm thời như này đã rất là kinh khủng rồi uh, lực trí mạng của td 2 k 3 mình xét lại hiện tại đang là khoảng độ 54% trăm uh, cộng thêm mình, mình, mình cứ mình, tính rẻ là có tối thiểu 4 con hồn hổ trong đội hình đi thì nó sẽ tăng thêm 20% lực trí mạng nữa 50 mà tính sơ sơ mà mình cứ cộng thêm 20 là 70% được trí mạng Một con số phải nói là quá cao đúng không các bạn Một con số gọi phải nói là quá cao One Punch Man hóa ra nó có thật thì các bạn ạ à, Chứ không phải đùa đâu Đấy, Do ok khá là ta đây còn đáng sợ Mình xin nhắc lại để đánh đơn mục tiêu nha Do đó thì cái khả năng knock out đối phương với một phát đấm là hoàn toàn có thể được Đúng không? Hoàn toàn có thể được Rồi đó là cái gì nhỉ? Hai cái bộ kỹ năng của Teddy 2K3 Bộ kỹ năng số 3 không quan trọng lắm Cường hóa công SS Từ chất 14 cho nên SS là phải rồi à, Nội tại cũng là cái bộ kỹ năng cuối cùng của TD2K3 Mình đánh giá đây là bộ kỹ năng quan trọng nhất Trong bốn cái bộ kỹ năng vừa rồi của TD2K3 Có tên là ý chí sói à, Tăng tỉ lệ trí mạng cho bản thân Cụ thể ở cấp 1 nó tăng tới 20% tỉ lệ trí cho mạng cho bản thân Bình thường thì đã là khoảng 29,9% rồi Bây giờ ta còn tăng thêm 20% nữa Thực sự quá là khó khăn cho những Kẻ phải đối đầu với TD2K3 đã bỏ qua đỡ đòn rồi thì chớ ông lại còn tăng trí mạng cao vút thế này ai chơi đúng không ai chơi rồi à, mà mình xin lại đây chỉ là cấp 1 rồi nha mình không rõ cấp 99 nữa thành bao nhiêu nhưng mà khả năng chắc chắn là trên 30 phần trăm rồi đúng không quá 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 là cái gì lại bất công rồi đúng không Để ông lại làm ăn cái gì nhỉ võ sĩ sau mạnh hơn quá nhiều võ sĩ trước rồi à, đây khi có mặt Terry 2K3, nếu phe ta có lớn hơn 4 võ sĩ ổn hổ thì tăng 40% tỷ lệ chặn chí mạng trong hai lượt thôi rồi đúng không sức độc tôn của tim rắn về khả năng kháng chí mạng và đỡ đòn đã bị đi hai k ba phế chuất à, tên ngoài như vậy ngoài tim rắn ra ngoài tim tứ hồn ra thì chính xác hổ cũng sẽ có một thứ mà nhiều kẻ đang hồng uh, đã, đã, đang chê bai hổ là điểm yếu đó là cái khả năng kháng chí mạng à, trước đây thì mình có, cũng có làm một cái video phân tích về cái về về điểm yếu của tim hổ đó là dễ dàng bị tim chí mạng khống chế dễ dàng bị tim chí mạng khắc chế bởi chỉ cần uh, bởi vì tim hổ thì không có cái hạt nhân có khả năng kháng chí mạng mà chỉ có mỗi đỡ đòn không thôi, đỡ đòn từ Anis không thôi, thì 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 vì đỡ đòn là mình vì vì chí mạng được tính trước đỡ đòn mà các bạn, à, khi mà đối phương không um, um, khi mà mình không có cái trận chí mạng mà đối phương chí mạng trước thì đỡ đòn từ Anis trong tim sáng thế hổ có như vẫn đi nhưng bây giờ thì rõ ràng khác biệt rồi đúng không? Today 2k3 về đội không chỉ là hạt nhân của tim hổ trong lĩnh vực tấn công mà còn là hạt nhân của tim hổ trong lĩnh vực phòng thủ nữa. Ờ, tăng 40% tỷ lệ kháng trí mạng ngang phèo với Crisalis và gấp đôi so với Eurizi. Thật sự đây là một sự bổ sung hết sức cần thiết cho team hổ. Kẻ nào chơi team hổ, chơi meta hổ, chơi sáng tay hổ mà không có Teddy 2k3 mà dám nói đấy là team hổ. Chém luôn các bạn ạ, à, chảm phong binh pháp luôn. À. Rồi, mỗi khi mỗi feta ta, mỗi một võ sĩ tử trận thì Teddy 2k3 sẽ kế thừa ý chí của họ. Cụ thể sẽ loại bỏ trạng thái xấu cho bản thân và tăng 10% các chỉ số công thủ và đặc biệt thì nó có thể cộng dồn với nhau. Như vậy cả năm con thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 50% công thủ đúng không? Đấy, các bạn chú ý EG nó làm giảm 50% công thủ nó đã gây ra một sự phế phế toàn bộ cái võ sĩ đấy rồi đúng không? Ngược lại nếu như bạn tưởng tượng một võ sĩ nào đó búp cho bạn 50% công thủ thì cái sự phế đấy nó theo chủ ngược lại tức là nó thành một con sói nhiên thật các bạn ạ. À. One Punch Man chính là đây. One Punch Man chính là đây. À, ngoài ra thì còn hồi phục một lượng ít lượng HP giúp cho Teddy 2 k 3 có thể gọi là thủ một cách vững vàng hơn và kế thừa luôn một phần lộ khí của võ sĩ tử trận. À, tức là nếu như võ sĩ phải ra chết thì bản thân Teddy 2 k 3 chút đất bạn sẽ thấy nó là hồn hổ thì nó sẽ được hồi nộ. Ngoài ra nó còn được kế thừa thêm độ khí mà võ sĩ kia đang có gần như Teddy 2 k 3 nó là một kẻ kế thừa. Người kế thừa, người cửa thừa kế trong à, quyền vương 98 không ai khác chính là Teddy 2 k 3 không ai xứng đáng hơn Terry 2K3 với biệt danh người thừa kế. Um, thật sự bộ kỹ năng của Terry 2K quá ư là là hữu dụng, quá ư là sinh ra để dành cho team hổ. Thật sự Terry 2K3 xứng đáng với cái tên hạt nhân của team hổ, hạt nhân của team hổ. Hồ. Uh, hồn lực của Terry 2K3 có tên là hồn hổ hồ la, tức là lửa hổ nửa sói. Uh, cụ thể thì nó khi võ sĩ phe địch hoặc ta đều bị bị hạ gục thì đều được hồi độ và mỗi khi tấn công thì có thể hồi thêm một ít độ như vậy thì tên gọi của nó là hổ lang tức là thì thì còn ở bản chất bên trong của nó thì là hồn hổ lai hồn rắn đúng không Đấy, một cái hai cái hồn phải nói hữu dụng nhất hiện nay Đấy. À, rồi à, giới thiệu thì hình tượng Teddy 2K3 là hoàn toàn mới trong um, KOF 2003 và kế thừa ý chỉ sói chắc chắn rồi đúng không nghe bộ kỹ năng thôi người người chơi cũng cảm nhận được cái sự kế thừa của Teddy 2K3 rồi uhm, giới thiệu thêm cũng chỉ gọi là khẳng định lại điều đó một lần nữa thôi Uh, sức mạnh của TD2K3 là quá lớn, sức ảnh hưởng của TD2K3 cũng là không thể bàn cãi. Uh, chúng ta chẳng có lý do gì để tích tụ kim cương chờ võ sĩ khác nữa. TD2K3 là thứ mà người chơi đang cần nhất, đặc biệt là những người chơi team sáng thấy hổ, đặc biệt những người chơi team sáng hổ. Với công thì uh, việc TD2K3 là một võ sĩ hot, một võ sĩ mà người người, nhà nhà, vạn dân đều mơ ước. Uh, cho nên thì cái việc TD2K3 bị cạnh tranh một cách hết sức gay gắt là cái điều hoàn toàn không thể tránh khỏi được Đấy, bạn buộc phải dùng một cách nào đó bạn buộc phải thể hiện mình là một ai đó để có thể gọi là chiếm lấy Teddy 2 k 3 đưa nó về đội hình và bật chứng minh sức mạnh của mình trong thế giới quyền 98 chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đua Teddy 2 k 3 lần tới với những cái điểm số thật sự là ấn tượng và rất là Teddy 2 k 3 về đội hình của mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo đây là video review về võ sĩ mới võ sĩ mới nhất của quyền 98 Teddy 2 k 3